Hàn Quốc ngày hôm qua đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất tạm ngừng công kích nhau, cũng như kêu gọi hủy tập trận chung với Mỹ của Triều Tiên. Giải thích cho động thái này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ không phỉ báng Triều Tiên, do đó thì việc ngừng công kích là điều không cần thiết. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra sau khi vào cuối ngày 16 tháng 1, cơ quan quân sự cao nhất của Triều Tiên là Ủy ban Quốc phòng bất ngờ đưa ra đề xuất hai miền Triều Tiên ngừng mọi hoạt động khiêu khích và phỉ báng nhau vào ngày 30 tháng 1 trước thềm năm mới theo lịch âm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng bản thân lời đề nghị có vấn đề bởi chỉ có Triều Tiên mới đưa ra khiêu khích và phỉ báng. Ủy ban Quốc phòng cũng một lần nữa kêu gọi Hàn Quốc hủy cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ. Cuộc tập trận Triều Tiên thường xuyên lên án là hành động khiêu khích, diễn tập xâm lược Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kim Min-seok nhấn mạnh cuộc tập trận ban đầu được dự kiến bắt đầu vào tháng 2 sẽ diễn ra trước kế hoạch.